Bố của các con lúc đó chỉ là một du học sinh, cái gì cũng không biết. Ở Harvard bố gặp mẹ, một người chỉ cần có tiền là cái gì cũng làm. Và rất thích nói dối. Bạn rất cố gắng học tập, làm việc. Sau đó bố và mẹ đến với nhau khi nào không hay.